Điện lạnh Minh Trung chào mọi người, mình lại tiếp tục là sửa máy giặt nhé, Hitachi nhé, mời mọi người. Thank you.
2,5 triệu vô chuyện nhá. Đủ quá. Hôm nay chú mới xong đấy kìa. Chưa. Em chưa xong. Thế nào? Thế điện máy giặt xong chưa? À, xong đấy, hoạt động hết rồi. Bếp máy giặt hoạt động hết rồi. Làm cái khác thôi. Làm cái khác à? Làm cái khác nữa. Ưng. Máy giặt nó có giặt sấy không? Ưng. Ưng cho anh thêm tiền à? Không. Thế đếm đếm thì cho thêm. Còn sót đồng nào không? Thế nào xong ấy sửa cái này. Vâng. Cái này thường tháo xuống là phải lấy mỏ hàn nhảy ra. Không, cắt phát em du vào kia đấy, bỏ bánh xe ra, chạy đằng kia. Xong lại luồn nó chạy bên nào chạy bên này chứ. Bên kia nữa. Bánh xe bên này được, cửa đấy nguyên mà. À, cửa đều nguyên à? Ừ, cắt bánh em du ra này, du khỏi đường dây. À, du khỏi dây kia đi. Anh tưởng nó sệ. Đúng. Nếu ra là thỉnh thoảng đổ dầu nhất trong đây nó chạy nó êm không bị dầu phá. Nhà anh thiếu gì? Thế chứ nghĩ mình để khô quá rồi chứ. Ừ. Nó sẽ phá. Em đây, em ba đèo đi. Ừ. Ba đèo là ở chỗ này. Ở là chỗ như gần nhà Việt Khanh đấy. Bổ túc đi. Bổ túc là ba đèo à? Đi ra đi. Ừ. Sơn Hương ba đèo. Đường dễ Linh là ba đèo. Ừ. Nhớ phải ấy cho anh cái này nhá. Không thì xong mới đi đàn quốc nhá, không ta ra sân bay ta có lôi về. Ê. Đi thì chắc phải Tết xong mới đi. Tháng 3. Tháng 3 âm á? À thế thì phải Tết xong còn gì nữa. Ừ. Thank you.
Điện lại Minh Trung chào mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Điện lại Minh Trung chào mọi người nhá. Mình lại tiếp tục là sửa cái máy giặt nhá. Mời mọi người.
Để lại Minh Trung chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.